Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng rủng rỉnh, giàu sang tột đỉnh, xứng tầm đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, lại nói nếu ta đã làm việc, đã chăm chỉ, đã nỗ lực để nhiệt thành, để nhiệt huyết cống hiến và không ngừng cầu tiến dương lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay để ý miệng đời cười chê. Nếu Ất Tỵ đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi, nỗ lực chuyên cần, thì tức Ất Tỵ đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng tôi đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận, sầu bi. Nếu cuộc sống này chỉ toàn những nhung gấm, lụa là, nhà xe lộng lẫy, tiền tỷ trong tay, thì đó là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không? Thế nhưng cuộc đời là vô thường, cuộc sống là hung cát đan xen, nay đỏ mai đen, khó ai đoán định. Có người hôm nay vẫn ở nhà lầu xe sang, có kẻ hầu người hạ, tiền vàng ngập két, cậu ấm cô chiêu, trâm anh thế việc, nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành công nợ, tán gia bại sản. Bên cạnh đó, lại cũng chẳng ai nghĩ rằng mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ, túng thiếu, bán mặt cho đất, còng lưng cho trời. Nhưng chỉ sau một đêm bỗng giàu lên bất ngờ, trúng số độc đắc, cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi phận, đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng. Mới đây nhất các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024 này, tuổi Ất Tỵ lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua đất, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nhờ tính cách chịu thương chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, một trong những dấu hiệu của việc cuộc sống Ất Tỵ sắp đi lên, đấy là việc Ất Tỵ sẽ rơi rụng đi những thành phần rác rưởi không còn xứng đáng đồng hành. Nên nếu Ất Tỵ bị người đời tổn thương hay người tin yêu phản bội, hãy cứ hoan hỷ vì nó đã xảy ra để Ất Tỵ có được sự sàng lọc lại cuộc đời. Suy cho cùng, Ất Tỵ hướng đến một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc tụ thành danh tại, một cuộc đời trọn đủ những mơ mộng, những dự định của bản thân. Một bức tranh nhiều ánh sáng như thế sẽ không có chỗ cho những sự u ám, do vẫn tồn tại được, nên hãy chấp nhận những mất mát mà mệnh số đã mang tới. Mặc kệ đời, không cần giận vì cái tiếp theo của Ất Tỵ ở hiện tại sẽ đổi lại cho Ất Tỵ vô vàn phước báo ở tương lai, cũng những thuận lợi may mắn vô hình do mệnh đời đưa đẩy. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc hành quả trong ngũ hành với thiên can Ất, mang tính chất của một biểu trưng cho sự sinh trưởng, linh hoạt và mềm mại,
kết hợp với con giáp Tỵ, biểu tượng của sự bí ẩn, khôn ngoan và tinh tế. Tuổi Ất Tỵ thể hiện sự hòa quyện độc đáo giữa sự sâu sắc, thông minh và một tâm hồn đầy tinh tế. Người tuổi Ất Tỵ thường có một trí tuệ sắc bén và khả năng suy luận tinh tế. Họ mang trong mình một trực giác mạnh mẽ và sự khéo léo trong cách xử lý vấn đề. Thiên can Ất giới yếu tố mộc giúp họ có sự linh hoạt và sáng tạo trong suy nghĩ, biết cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và đưa ra những giải pháp thông minh. Họ thường rất cẩn trọng trong mọi quyết định và luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Người tuổi Ất Tỵ thường có một sức hút bí ẩn khiến người khác dễ bị thu hút và ngưỡng mộ. Họ là những người tinh tế trong giao tiếp, biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác. Sự khôn ngoan và sâu sắc của họ khiến họ trở thành những người bạn, người cố vấn đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng giữ bí mật rất tốt và thường không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Điều này giúp họ duy trì được sự bình tĩnh và điềm đạm trong những tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ cũng có thể trở nên khá kín đáo và khó gần. Sự bí ẩn và thận trọng của họ đôi khi khiến người khác cảm thấy khó hiểu và thiếu tin tưởng. Họ có xu hướng giữ kín những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân. Điều này có thể dẫn đến sự cô đơn và khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ thân thiết. Họ cần học cách mở lòng hơn và chia sẻ với người khác để có thể xây dựng những mối quan hệ bền vững. Trong các mối quan hệ, người tuổi Ất Tỵ luôn cố gắng duy trì sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự chân thành, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Người tuổi Ất Tỵ với sự kết hợp giữa trí tuệ và sự tinh tế là hình ảnh của sự khôn ngoan và sâu sắc. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Ất Tỵ hiểu rằng sự khôn ngoan và tinh tế là những tài sản quý giá, nhưng cần phải đi kèm với sự chân thành và cởi mở. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có trí tuệ và khả năng suy luận, mà còn cần biết cách giao tiếp và chia sẻ với những người xung quanh. Họ học cách tin tưởng và mở lòng. Ất Tỵ hiểu rằng sự kết nối chân thành là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững. Người tuổi Ất Tỵ luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu lớn lao, nhưng họ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn về việc trải nghiệm và cảm nhận. Họ biết cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé và học cách trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc không đến từ những thành công vật chất, mà từ sự cân bằng và hài hòa trong tâm hồn. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ sắc sảo và thận trọng, mà còn biết cách tìm kiếm sự cân bằng và bình an trong cuộc sống. Chính sự hòa quyện giữa trí tuệ và cảm xúc đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Ất Tỵ, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, hạnh phúc và thành công. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Nhìn chung thì từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đen xen đối với người tuổi Ất Tỵ. Có những khoảng thời gian Ất Tỵ thấy mình đạt được thành tích cao, phát triển nhanh chóng, nhưng cũng có những lúc Ất Tỵ cảm thấy bi quan, buồn phiền vì những rắc rối xảy đến liên tục. Người tuổi Ất Tỵ bước vào 15 ngày đầu tháng 8 âm lịch sẽ mang đậm tinh thần vững vàng, trí tuệ, thông thái, hành động có quyết đoán, công danh, tài lộc có điểm thu hoạch tốt. Về hung tinh đem tới điểm xấu về lời ăn, tiếng nói, tháng này người tuổi Ất Tỵ nếu không biết thận trọng trong nói năng thì rất dễ rước họa thị phi. Về các vận, người tuổi Ất Tỵ có kim quý các thần che chở, dù là sự nghiệp hay tài lộc đều có quý nhân phù trợ. Rước về vinh hoa phú quý, người độc thân có thiên hỷ các thần báo hiệu điềm nhân duyên thuận lợi và hưng vượng. Tam hợp chiếu mệnh cho thấy con đường sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ phát triển theo hướng khá tích cực. Nếu bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa thì không lo không có người giúp khi vướng phải khó khăn. Tuy nhiên, Ất Tỵ vẫn cần phải cẩn thận bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, quấy phá bất cứ lúc nào. Phương diện tiền bạc lúc trôi chảy, lúc lại vướng phải rắc rối, Ất Tỵ nên bình tĩnh để phân tích và tìm ra hướng đi hợp lý cho mình. Khi gặp khó khăn, Ất Tỵ đừng có suy nghĩ bi quan. Tốt nhất nên trao đổi với những người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Bạn không cần thiết phải gánh vác mọi việc một mình. Chuyện tình cảm tốt hay xấu phần lớn cũng phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, quan trọng là bạn có quyết tâm tìm hiểu hay không. Tháng này, các cặp đôi có xảy ra mâu thuẫn, cọ xát,
Nếu không hành xử khéo léo thì dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn Trình Tử Vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử Vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy sự nghiệp có tốt có xấu. Vì thế, Ất Tỵ không được cho phép bản thân mình lơ là, cho dù là trong công việc quen thuộc hay những nhiệm vụ có vẻ đang tiến triển trôi chảy đi nữa. Cục diện tam hợp nâng đỡ cho thấy rằng, thời điểm này, các công việc Ất Tỵ thực hiện sẽ đạt được kết quả khá tốt, quan trọng là bạn chịu quyết tâm cố gắng. Những người tham gia vào tuyển dụng công việc làm thêm cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình và gây ấn tượng tốt với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa. Ất Tỵ cũng thường xuyên được mọi người xung quanh giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Một số người còn giới thiệu cho Ất Tỵ cơ hội để phát triển. Quan trọng là Ất Tỵ có dám nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được lơ là trước sức ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử và hung tinh ngũ quỷ. Kẻ xấu vẫn luôn rình rập để tìm cơ hội hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Vì thế, Ất Tỵ chớ nên gây ra lỗi sai đáng tiếc để kẻ xấu lợi dụng hạ bệ bạn hoặc cướp mất công lao của Ất Tỵ khi khó khăn xảy đến. Ất Tỵ cũng nên động viên bản thân suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, không nên giấu những căng thẳng, áp lực mà mình phải chịu trong lòng. Lối suy nghĩ bi quan chẳng đem lại bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn khiến bạn thụt lùi, do chịu sự chi phối của ngũ quỷ, là một trong các hung thần trong tứ trụ luận mệnh thời xưa. Nó mang âm khí rất nặng, khiến người tuổi Ất Tỵ chịu khá nhiều áp lực. Nó dễ dàng gây hỗn loạn trong tâm trí của bạn. Âm dương mất cân bằng khiến người tuổi Ất Tỵ dễ hành động hồ đồ. Nhược điểm khá lớn của người tuổi Ất Tỵ trong tháng này đó là làm việc không kiên định. Đứng trước việc cần đưa ra quyết sách thì không có chính kiến, tự mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt, phong cách làm việc không có nguyên tắc, dễ khiến người khác không thấy được sự tin tưởng ở bạn. Từ đó, bạn mất dần đi sự trọng dụng từ cấp trên và đồng nghiệp, tự mình đóng cảnh cửa cơ hội thăng tiến của mình. Bản mệnh cần phải cải thiện những khuyết điểm này, tận dụng nhiều hơn các khí của kim quý để cải thiện vận trình sự nghiệp từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng phương diện tài lộc khá bấp bênh, khiến người tuổi Ất Tỵ khó có thể yên tâm trong tháng này. Bạn cần cẩn thận trong mỗi quyết định mình đưa ra, nếu không thì kế hoạch đang suôn sẻ đến mấy cũng có thể lâm vào ngõ cụt. Thực tế thì thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của Ất Tỵ đang tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh có thể gặp được đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu nhanh chóng triển khai hợp tác làm ăn thì có thể kiếm về một khoản khá khẩm. Một số người gặt hái được thành tích khá trong công việc cũng dễ nhận được phần thưởng nóng của công ty. Hãy coi đây là động lực cố gắng chứ đừng vội hài lòng với thực tại và dậm chân tại chỗ nhé. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh cũng sẽ đem lại cho Ất Tỵ ít nhiều rắc rối trên phương diện tài lộc do có kẻ tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh phải thận trọng trong các mối quan hệ, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Với người vừa bắt đầu vào một lĩnh vực mới nào đó thì cần bình tĩnh để nghe ngóng tình hình, không nên quá vội vã trong quá trình làm giàu. Hãy dành thời gian để đánh giá tình hình thực tế, năng lực bản thân cũng như tính khả thi của kế hoạch đề ra. Ngoài ra, ngũ quỷ hung tinh cũng gây nạn phá tài, có thể là xe cộ đột nhiên hỏng hóc giữa đường, đồ đạc trong nhà bị hỏng không rõ lý do khiến người tuổi Ất Tỵ phải móc hầu bao vô cớ. Tuy nhiên, may mắn là có thiên quý các tinh đem tới nhiều cơ hội kiếm tiền, đồng thời củng cố dần thu nhập chính được ổn định. Việc Ất Tỵ cần làm trong tháng này là thận trọng với ngũ quỷ hung tinh. Hung tinh này khiến tính cách quan phí của bạn trỗi dậy mạnh mẽ. Người tuổi Ất Tỵ vốn là con người không biết tiết kiệm, thói quen tiêu tiền không suy nghĩ, tham vọng quá lớn khiến Ất Tỵ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiền bạc. Vì vậy, việc quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi bản mệnh kiếm được tiền, hãy có ý thức tiết kiệm và tránh tiêu xài hoang phí. Đầu tiên, hãy xem xét lại thói quen tiêu dùng và đặt mục tiêu tiết kiệm. Hãy làm một danh sách các chi tiêu cần thiết và ưu tiên những mục tiêu quan trọng.
như tiết kiệm đầu tư hoặc trả nợ, tạo ra một kế hoạch ngân sách hàng tháng và tuân thủ nó. Để giữ được sự ổn định trong tài chính cá nhân, hãy kiểm tra lại các khoản chi tiêu không cần thiết và cân nhắc giảm bớt hoặc loại bỏ chúng. Điều này có thể bao gồm việc cắt giảm các chi phí hàng ngày như ăn uống bên ngoài, giải trí không cần thiết hoặc mua sắm quá mức. Hãy tìm kiếm các cách tiết kiệm khác như tìm các ưu đãi giảm giá hoặc mua hàng giá rẻ hơn. Ngoài ra, hãy tạo một quỹ tiết kiệm dự phòng để đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc chi phí không mong đợi. Đặt ra mục tiêu tiết kiệm một phần thu nhập hàng tháng và đặt vào quỹ tiết kiệm để tạo ra sự an tâm và tích lũy dần dần. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Theo tử vi, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, nếu muốn cảm nhận hạnh phúc trong tháng này thì người tuổi Ất Tỵ cần chú ý đến cách hành xử và lựa chọn của bản thân. Bản mệnh sẽ không thể nào chạm tay tới tình cảm nếu luôn đóng cửa trái tim mình hoặc xét nét với nửa kia hết điểm này đến điểm khác. Người độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng, Ất Tỵ cần phải mở lòng ra và thử trò chuyện với mọi người. Còn nếu cứ mãi sống trong thế giới riêng thì bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ các mối nhân duyên. Với những người vẫn còn đang chịu đựng những tổn thương trong quá khứ thì bạn nên cố gắng để vượt qua, đừng để người không xứng đáng đi ngang qua đời mình, cản trở mình đến với niềm hạnh phúc trong tương lai. Các cặp vợ chồng sẽ khó tránh khỏi chuyện tranh cãi, mâu thuẫn trong tháng này. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất không nên kéo dài cuộc tranh luận. Hãy đợi khi cả hai đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn thì hãy tiếp tục thảo luận với nhau. Ngoài ra, Ất Tỵ cũng không nên quá xét nét những khuyết điểm hoặc lỗi sai của nửa kia, nhất là khi đối phương không hề cố tình làm như vậy. Vợ chồng nên bao dung và tìm cách dung hòa các điểm khác biệt thì bầu không khí gia đình mới có thể hài hòa, ấm áp. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, người tuổi Ất Tỵ mang đến nhiều quyết tâm để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, không phải lúc nào bản mệnh cũng có thể thực hiện được mục tiêu đó. Mặc dù vậy, điều này đại diện cho sự tiến bộ và thay đổi tích cực trong cách người tuổi Ất Tỵ quan tâm đến sức khỏe hơn so với trước đây. Để cải thiện sức khỏe, Ất Tỵ hãy tạo ra một kế hoạch thể dục và dinh dưỡng hợp lý, hãy cố gắng tuân thủ nó, đừng nản lòng nếu không đạt được kết quả ngay lập tức. Quan trọng là kiên trì và dần dần thay đổi thói quen không tốt. Hơn hết, hãy tận hưởng quá trình cải thiện sức khỏe và nhìn thấy những tiến bộ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, cũng đừng quên đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và ăn uống lành mạnh để cơ thể được phục hồi và phát triển một cách tốt nhất. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tuổi Ất Tỵ gặp khá nhiều điều không tốt, nhưng ngược lại trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc, bạn cũng nhận được nhiều điềm lành. Vận trình lên xuống bất định, chẳng thể nào đoán trước, nên hãy chuẩn bị tinh thần vững vàng, sẵn sàng đối diện với mọi tình huống. Trong thời điểm này, công việc của Ất Tỵ khá thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ. Chính ấn cho thấy cấp trên tạo nhiều cơ hội để bạn khẳng định bản thân, phát huy năng lực. Nhưng mặt khác, có người không phục, đố kỵ với bản mệnh nên ra tay hãm hại, cản trở tiến trình khiến cho hiệu suất bị giảm sút, đặt bạn vào tình huống phải nhanh chóng tìm cách giải quyết. Cục diện cho thấy, thái độ làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng chuyên môn cao, tay nghề tốt, giúp Ất Tỵ được lãnh đạo tin tưởng, giao phó trọng trách, nhưng gần cấp trên cũng phải khéo léo kẻo gặp họa. Chỉ một hành động vô ý hay lời nói thiếu suy xét cũng có thể gây họa. Người tuổi Ất Tỵ như đi trên lưỡi dao, lúc nào cũng phải chú tâm và thận trọng hết mức. Hai ngày cuối của thời điểm này là lúc thả lỏng nhất, buông bỏ mọi điều phức tạp, dướng mắt mà nghỉ ngơi đi. Bản mệnh nên xuất hành đi du lịch, nghỉ dưỡng để thoát khỏi sự bộn bề, căng thẳng. Hãy tới những nơi có không khí trong lành, tận hưởng sự tự nhiên, nhẹ nhàng,
nạp đầy năng lượng cho thời điểm mới. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 87, 22, 19 và 86. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thời điểm này, tuổi Ất Tỵ có dịch mã nên vận trình đầy áp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh. Nếu có thể bắt kịp với những thay đổi liên tục, không ngại đi xa, năng động và tự chủ thì bạn sẽ kiếm được không ít tiền. Tuy mệt và vất vả nhưng cũng là trải nghiệm rất tốt. Đừng nên bỏ lỡ công việc có nhiều chuyển biến. Có thể Ất Tỵ sẽ thay đổi địa điểm làm việc, đổi môi trường hoặc chuyển sang làm ở vị trí khác. Không thể nói trước là sự điều chuyển này tốt hay xấu. Đó vừa là thời cơ nhưng đồng thời cũng là thử thách rất lớn đối với bạn trong thời điểm này. Về mặt tình cảm, trong những ngày này, người độc thân gặp đào hoa nhưng là đào hoa sát. Bản mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ với người khác giới, tránh rước phiền phức vào thân. Người đã có gia đình nhất định phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm với đối phương để tránh có người thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc. Ra ngoài đề phòng tranh cãi, bất luận là đúng hay sai thế nào thì bạn cũng chút bực vào thân. Chuyện gì có thể bỏ qua thì nên để nó qua đi, đừng quá sân si, tính toán, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không có. Nhường nhịn, bao dung một chút chẳng làm Ất Tỵ thiệt đi, mà ngược lại còn tích thêm phúc báo. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 07, 65, 93, 14. Bí quyết cải mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Không phải ai cũng nhận ra sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận, vì có lúc chúng ta đổ tại số, có lúc lại tỏ ra lo sợ. Vì nghiệp báo nói số mạng là do trời định, thế gian này thuộc quyền lực của trời, nên con người chấp nhận, thừa nhận và cam tâm đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mệnh phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân dương chi phối toàn bộ. Cuộc đời nối nghiệp chính là quyền lực nằm trong chính bản thể của mình. Buồn khổ hay hạnh phúc do mình nắm giữ, mình làm chủ. Cuộc sống này không ai bắt được chúng ta vui buồn, mà phải tự mình loại bỏ sự vô minh, sáng suốt, gan dạ, chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ, vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta và sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười vì đây là hành vi dụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui, hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích, thay cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ. Cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ, tự do của nhân loại hiện nay ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo diệt nước, diệt dân. Có thể thấy ngoài một điểm tương đồng, còn lại là sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Nếu bạn chọn tin vào nghiệp báo hay số phận và sống theo lý tưởng đó, thì cuộc đời bạn cũng sẽ thuận theo cách mình tư duy. Vì thế, trước khi lựa chọn nên cần trang bị kiến thức rồi mới tin và làm theo kẻo thiệt. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.